Năm 2023 được xác định là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đứng trước tình hình khó khăn chung của thế giới cũng như trong nước, dưới sự lãnh đạo tập trung của các cấp ủy đảng, điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Phổ Yên tiếp tục duy trì tăng trưởng, thu hút nhiều dự án mới, các công trình dự án trọng điểm được chỉ đạo quyết liệt và triển khai đảm bảo tiến độ tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi để vượt qua khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, trong đó điểm nhấn là chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. Thành phố Phổ Yên đảm bảo thu đạt 2.764 tỷ đồng, bằng 121,5% so với dự toán. Công tác phát triển đảng đạt tỷ lệ cao 3,12%, thành lập được 7 chi bộ đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Công tác giảm nghèo vượt 31,29%, từ kết quả đạt được toàn diện trên các lĩnh vực đã tạo động lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố phổ yên tiếp tục phát triển trở thành cực tăng trưởng không chỉ của tỉnh thái nguyên mà của cả vùng thủ đô hà nội trên cơ sở phân tích đánh giá những thuận lợi khó khăn đảng bộ thành phố phổ yên đã đề ra hệ thống giải pháp để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ hai nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội năm 2024, trong đó quyết tâm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí và được công nhận thành phố Phổ Yên trở thành đô thị loại 2 vào cuối năm 2024, về đích sớm hơn một năm so với tinh thần nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết, Đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Phổ Yên đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời, đồng chí đề nghị bước sang năm 2024, Đảng bộ thành phố Phổ Yên cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, trọng tâm là các dự án có tính liên kết, kết nối vùng, tích cực cải thiện môi trường, tăng cường thu hút đầu tư bên cạnh đó quan tâm phát triển nông nghiệp nông thôn bảo đảm an sinh xã hội giảm nghèo bền vững tăng cường thực hiện chuyển đổi số nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và giải quyết khiếu nại tố cáo tạo đồng thuận chung trong xã hội